Cười gái Hùng ơi. Cười gái nào. Đấy, phải có cái gì lưu lại, chúng ta mình đã đạp xe ở đây nhỉ. Ông quá trời. Đấy, cameraman xịn này. Rồi mẹ, hôm nay trời nó mát chứ, nó không nắng luôn ý. Mẹ quá đẹp luôn. Hôm nay mà nó nắng thì thôi. Không mưa. Không mưa, mẹ quá đẹp luôn. Tăng tốc lên tí nào. Người đi, đang quay đấy.